Alo. Cho hỏi anh phải đào chọc với lóc vậy? Dạ đúng rồi anh ạ. Xin hỏi anh Lai ạ. Nói chung là anh cũng không biết thời gian chi. Và tôi thấy anh sao hay lên nói chuyện Hoàng Xanh mà cứ bên giật Hoàng Xanh vậy. Anh có hiểu biết về Hoàng Xanh nhiều không? Vậy là em hiểu rồi. Anh ơi, cái này là em chỉ thấy Hoàng Xanh làm thiện nguyện, họ Hoàng Xanh làm rất là có tâm, nhưng mà không biết vì sao người ta hãm hại hoài anh. Tại vì em cũng là khán giả của Hoàng Xanh, cho nên là em muốn góp lên tiếng nói để nói lên sự công bằng thôi. Mà tôi hỏi anh nè, từ sao mà người ta hãm hại thì phải có lửa mới có khói chứ, anh hiểu không? Rồi, nói đi, chứ tôi thấy anh mà tối ngày lên nói minh vật Hoàng Xanh này kia, rồi chữ bà qua như thật chất ra anh hiểu biết về Hoàng Xanh được bao nhiêu. Chuyện này là em chỉ là khán giả thôi, thì em thấy cái nào em thấy cái tâm em làm đúng thì em làm thôi anh. Tôi thấy tệ không quá nhiều khi xã hội đó. Cái số điện thoại này, cái giọng này là anh hôm bữa em mấy lần anh cho em này, đúng không? Anh hẹn em ra, đúng không? Em nhận ra đúng. Vậy đúng. Là anh tập đoàn lừa đảo bà Hoa, đúng không? Không, tôi không có tập bên tập đoàn cái gì hết á. Mà tại sao anh lên nói như vậy? Tôi thấy anh lên, anh bên dịch Hoàng Xanh mà nhiều khi anh không hiểu về Hoàng Xanh. Nhiều khi trong đó nó làm bậy làm bạ, anh hiểu không? Mà anh binh vật đó. Những cái chuyện cá nhân nhiều bậy làm bạ là chuyện của người ta, của Hoàng Xanh. Còn em đây, tôi thấy có bao nhiêu người, tôi thấy có bao nhiêu người khổ nhờ nó giúp đỡ, nhưng mà nó có giúp đâu, nó có quan tâm tới đâu. Ai cũng nói nó là cho anh làm thiện nguyện tốt, thật ra tôi nghĩ nó có chục lợi nó mới làm. Còn bao nhiêu người tôi thấy cũng điện thoại cho nó rồi cứ nhờ nó giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà nó có giúp được đâu. Bởi vì nhiều người đặt là cò từ thiện là cũng có, cũng đúng. Anh đừng có nói cái cò từ thiện ở đây anh mọi người Hoàng Xanh làm rất là có tâm. Anh đừng nói cò từ thiện hay ăn chặn. Anh suy nghĩ lại những cái kênh khác, tuy nhiên bàn những cửa hàng anh thấy không? Lên nó nói nó tùm lum tùm la, bây giờ bình miền Trung người ta lũ lụt và có ai góp được đồng nào không, cho dù tự nguyện người ta có này nọ đi thì ít ra người dân có kiếm được thêm đồng, anh hiểu không? Anh tôi á, tôi gọi em dọa anh hẹn tôi trả, rồi bây giờ anh lên nói Hoàng Xanh này nọ là không có được nha. Tôi hẹn anh á mà bây giờ chuyện của tôi còn tùm lum tà la hết, tôi cũng đâu có rảnh đâu mà để mà gặp anh. Tại sao anh hẹn tôi ra? Còn Hoàng Xanh là tôi thấy anh tôi lên nói chuyện tôi lên nói như vậy. Tôi biết nó nè, nó làm nói sống thật ra nó sống giả dối lắm, làm hoài thấy tốt nhưng ở trong nó rất là giả dối. Những cái kênh mà người ta nghèo khổ điện thoại tới giúp đỡ nó không giúp, rồi tiền nhiều người nói nó ăn chặn ăn bớt dữ lắm. Tôi thấy anh lên anh nói vậy, tôi cũng bức lên binh vực nó, tôi cũng bức xúc tôi nói với anh thôi. Chứ còn không lẽ giờ chuyện nói giờ chuyện kia mà tôi với anh gặp mặt thì có không hay. Anh cũng lên bớt bên vực nó đi. Nhưng mà em nói thật với anh nha, nãy giờ tôi tôn trọng anh, tôi kêu bằng anh, nó chưa kêu này nọ nha. Anh mà bên tập đoàn Một Hoa chứ không ai là anh là làm YouTube, nói thẳng đi. Tôi không làm YouTube mà không làm gì hết. Tôi thấy anh lên anh nói sạp xuống sạp xí đế quá. Sạp xí đế là chuyện của tôi chỉ nói lên tiếng nói cùng cộng đồng thôi. Tôi nói lên cái nào? Ủa? Ông ngày nào ông cũng lên ông sạm sàm nha. Câu view hay làm cái gì? Câu view hay là ông binh vật Hoàng Xanh? Nói chung là hai cái luôn, câu view, câu like. Tôi cứ thích là tôi thích làm cái nào theo cái bản chất của con người của tôi. Tôi sẽ lên nói sự thật. Anh hiểu không? Ông những như vậy là những cái kênh YouTube của ông là dạng thì rồi cũng là vớ va vớ vẩn. Tôi là không trò trống
thật thôi, cái nào đúng thì tôi làm, còn không đúng thì tôi không làm gì đâu, tôi làm theo cái lương tâm của tôi thôi. Lương tâm, nhưng mà anh phải tìm hiểu về nguyên nhân của người ta hay sao. Thật chất cha ông hiểu được hoàng sanh được bao nhiêu, có hoài sống như chó này kia đâu, ông có biết được đâu. Cái chuyện giống chó hay giống chó thì cái lương tâm của hoàng sanh biết, anh hiểu không? Còn cái này á, là anh thấy đâu nhiều người nghèo gọi lên, mà trong khi mùa dịch này kêu hoàng sanh giúp còn nhận sau giúp. Nhưng anh thấy cái ông mà mới xin tiền cũng cho trợ giúp gì đó, cũng cho xin tiền thì hoàng sanh chưa kịp cho nó lên gọi điện thoại sửa những cái này. Anh thấy ai đúng hay sai? Không, cái đó tôi đâu biết, tôi đâu hành đâu mà theo dõi, nhưng mà tôi thấy ông lên ông chữ tối ngày sáng đi đêm lên nói chuyện tầm phàm tào lao. Tôi nói chuyện tào lao, rảnh quá. Tôi nói chuyện tào lao còn YouTube câu view thì không câu view like là cái chuyện đó thì khán giả thích thì họ xem tôi thôi, những cô chú anh chị thương thì người ta xem, đúng không? Chứ đằng này anh đừng lên anh nói như thế. Tôi thấy bức xúc thì tôi nói anh bây giờ nè, tôi nói nè, bây giờ là tôi nói chuyện đàng hoàng nha, tôi muốn kêu anh bằng anh lịch sự đàng hoàng nha. Anh cũng bức xúc, anh thấy bên kia nói anh bức xúc, anh binh vực hoàng sanh thì tôi thấy như vậy, tôi thấy anh binh vực hoàng sanh những cái không đúng thì tôi cũng bức xúc, tôi gọi điện thoại tôi nói với anh. Những cái YouTube của mấy anh làm là toàn là tào lao để mà câu view lên nói xàm xàm chứ được cái gì đâu. Có ngon rồi đi làm như người ta đi. Ở đó mà anh mà chữ nói ngày này nói nọ. Ông muốn xem kênh tôi ông cũng biết rồi. Ông vô ông xem đi, tôi cũng làm tin tức nóng thôi. Những tin tức, những truyền tải, những cái video nào hay cho cô chú anh chị xem, đúng không? Chứ tôi đâu có nào thì người nào sai, ví dụ mà anh mà sai, anh có làm YouTube đi, anh mà làm sai tôi cũng lên nói nữa, chứ không hoàn sanh đâu. Tôi nói nè, nó ở ngoài nó sống chó lắm, tôi thẳng luôn. Tại sao anh biết? Chứ không có tốt lành gì đâu, bao nhiêu người nếu mà nó sống tốt thì cũng chẳng ai mà chửi đâu. Bên đây này cũng nhiều người chửi lắm rồi chứ không phải không đâu. Không có lửa thì làm sao có khói. Ông nên nhớ cái điều đó. Tại vì mấy người khác ganh tị, người ta gan ăn tức ở, người ta lên ta hại quần xanh thôi. Ủa, gan ăn tức ở thì một hai người thôi chứ đâu mà cũng nhiều hết thế. Như tôi sống là thằng ai hại tôi đó, ai hại. Rồi sẽ có người hại thôi. Tôi làm tin tức thằng nào hại tôi. Rồi từ từ cũng có người hại thôi. Còn ông thích ông đừng hẹn, mấy đứa ông đừng hẹn tôi. Ông ngon ông xài một cái số điện thoại thôi, ông đừng xài nhiều số điện thoại. Tôi có nhiều tiền thì tôi có nhiều số điện thoại tôi xài, mất mớ gì cái chuyện của tôi. Thôi ông xài còn xin bẻ không à. Ông gọi người ta gọi là không được. Ông nói ông làm không ai hại đúng không? Được rồi, sẽ có từ từ sẽ có người hại thôi. Tôi thách ông luôn, tôi thách luôn cái tập đoàn của ông luôn. Tập đoàn mà hoa lừa đảo của ông luôn. Tập đoàn là sao? Ông là bên ông là chỉ có tập đoàn vòng bò hoa chứ không ai. Tập đoàn là sao? Tự nhiên đảo những tập đoàn, những công ty, những cơ quan đi lừa đảo người ta mà những cái gì về cơ quan điều tra tới giờ lặn luôn. Bây giờ thôi nói ông có thắc nói với ông à. Nói với ông mà ông hiểu à, cũng như không bằng thừa. Ông lên ông nói đi rồi sẽ có thấy sẽ có nhà gì, sẽ có người hại ông thôi. Sao ông ngon ông gọi hoàng sanh đi, ông gọi tôi. Tôi gọi nó, tôi chửi nó rồi. Đó là sống chó. Ông gọi tôi không thèm gọi. Tôi là chỉ góp tiếng nói cộng đồng thôi. Ông ngon ông gọi hoàng sanh ông chửi nó kìa. Tôi chửi nó rồi. Không phải ông chửi. Nó sống là sống chó. Sống chó với mèo. Tôi không thích gọi nữa. Ông sẽ có ngày chờ đó đi. Nè cứ ông ra đường á, ông nhìn mặt tôi, ông biết mặt tôi là cái gì, ông ra đường đó, đó kêu nào cái cạch với tôi nha, chứ đừng có hù gọi điện lên đây hù tôi hoài nha. Nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng mà anh không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi thì được. Tôi không chờ đi đàng hoàng chứ tôi đâu có nói với tôi đâu có chữ thề như này nọ. Nãy giờ tôi lịch sự tôi kêu bằng anh với ông không đó, còn mấy là tôi kêu bằng mày luôn cho ông biết. Ông thích nổ địa chỉ tôi, nổ địa chỉ nhà tôi, ông tôi nhà tôi cho ông. Không cần tôi biết rồi. Khỏi. Biết đó ông ngon kéo xuống nhà tôi. Rồi ông chờ đi. Nhà tôi lúc nào cũng ở đó không? Nói chuyện với ông. Được. Nói chuyện với ông nhiều mặt lắm, hiểu không?
Tại người ông sống tập đoàn lừa đảo, tôi nói chuyện với ông mệt. Sáng mới ngủ. Tôi